Điệp chào các bác. Đêm đã về khuya, nói chung là đúng hơn là sáng rồi các bác. Thì các bác cùng tôi làm cái cây này các bác nhé. Một cái cây các bác gọi là làng được, mà gọi là cây thiên nhiên được. Một cây với cái form dáng rất là đại thụ, ngắn, rất thụ, thụ cây. Nếu mà nó có cái vách làng thì các bác gọi làng cũng được, không có cái vách thì các bác gọi cây thiên nhiên. Đấy, thì là một cây xanh quê lá đẹp. Xanh quê lá đẹp, gần như là lá móng ấy. Này các bác nhìn. Cây này thì cũng đã từng làm ngày xưa, nhưng mà cái quá trình mà chăm sóc nó thì cũng chưa được tốt, cho nên là nó cũng bây giờ nó cũng chưa được đẹp mắt lắm. Thì bây giờ chỉnh sửa lại và bắt đầu đi vào tu luyện chính thức các bạn. Đấy, thì quay lại cái quá trình chia sẻ các bác rằng nó là một cái cốt khá là hay và rất là thụ. Đấy, thì hy vọng là đợt này sẽ vực nó lên và nó sẽ đẹp mắt sớm thôi. Thực tế là form dáng nó đầy đủ rồi, tay cành nó đầy đủ, giờ chỉ cần chờ đẹp lên thôi. Ok, giờ làm các bác nhé. Chỉnh sửa bông tán, nhổ cỏ, thay đất và định hình lại chút, rồi lại cho lại cái chậu kia các bác nhé. Làm thôi. Nhổ này cỏ nó lên kinh khủng lắm, dòng này không biết.
sinh sạch sẽ rồi.
Đấy, báo cáo các bác. Em nó đây, đẹp cả dáng lẫn hình đây. Dẫn da rẻ cho đến nói chung là được cả thanh cả tiếng. Đấy. Các bác. Cái chậu này nó phải rộng tầm 35-40 đấy. Nó rộng lắm nhưng để nuôi phôi thôi. Đấy, các bác nhìn dáng dấp ok không? Mặt này yêu thế không biết. Chất lá này rất đẹp, dầm dày, lá sáng, da sáng. Vừa bỏ cái rễ này đi, rễ này bỏ đi. Các bác nhìn này, đấy. Tiếc là bị rỗng mất cái lõi này. Nhưng mà thôi không sao, nuôi được. Đấy các bác, cơ bản nó như vậy. Cơ bản là nó đã đẹp rồi. Bây giờ hy vọng sắp tới nó thật là khỏe. Nó thật là khỏe thì sẽ cây này sẽ rất đẹp. Đấy. Rau má ăn kinh khủng. Toàn những cái rau má nhỏ nhỏ, rất khó mò móc. Ok, cảm ơn các bác nhá. Cây đẹp đấy các bác ạ.